chú anh chị đang xem trên cây cảnh ăn quả. Hôm nay anh về một số cây vú sữa tím nữa. Mới vừa về à, giờ tối à. Cây này cao 105 hoành 49 à. Cây này giá 1,3 triệu bao ship toàn quốc à. Mấy cây có quấn bằng keo thì mấy cây đó đã cắt đã chốt rồi. Cây này cao 95 hoành 37. Cây này có giá 1 triệu bao ship à. Cây này cao 87 hoành 51. 87 hoành 51, cây này cũng có giá 1 triệu luôn à. Nó bị lỗi cái này à. Cây này cao 1m1 hoành 36. Cây có giá 1 triệu ạ. Tại cây này nó hơi cồng kềnh. Cây này cao 70 hoành 31. Cây này có giá 700 ngàn. Cao 70 hoành 31. Dáng cũng hơi lắc lắc à. Chưa khui bầu, chưa khui đế ra. Cây này cao 89 hoành 23. Cây này có giá 400 ngàn bao ship toàn quốc. Cái cây đẹp đẹp này là cao 1m2 hoành 40. Cây này dáng cũng đẹp ạ. À. Cao 1m2 hoành 40, giá 1,2 triệu bao ship toàn quốc hả? Dáng lắc. Còn này cao này, cây này cao 1m4, giá 35. Giá hoành 35. Cao 1m4 hoành 35. Giá 1,2 triệu bao ship toàn quốc hả? Cây này đẹp lắm mà. Còn này, cây này cao 85 hoành 39. Cây này có giá 900 ngàn bao ship toàn quốc. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em thời gian vừa qua. Số điện thoại em là 0988 166 558 ạ. À.